Và ngài ngồi thêm 49 đêm còn lại để suy tưởng về nhân quả Tứ Thánh Đế. Theo trong Kinh Tạng Nam Truyền thì Đức Thế Tôn giác ngộ ngay trong đêm đầu tiên. Và 48 ngày còn lại đấy thì Đức Thế Tôn dành để hưởng cái quả, của Niết Bàn và sống ở trong cái phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác.